cà chua. Đây, con cho coi. Trời, cái nồi hấp dẫn. Đó. Này tôi không thấy khách lạ đó, chụp hình nó lạnh hết trơn, dạ. Một gì vậy? Ba loại chả thì ba cái hình hài nó khác nhau chứ. Thêm miếng hay sao vậy con? Miếng cho. Bán cho miếng. Miếng như vậy là 7.000. Một miếng 7.000. Ừ. Rồi, là đồng giá các loại chả luôn hay sao? Các loại chả. Ở đây là như tôi là muốn, mình tôi muốn không chả thì là 25 con. Dạ, không chả là 25. Ừ. Cứ chả một miếng là 7.000 con. Đó là 7.000. Đó là chả chiên hả con? Này chả chiên con. Rồi chả lùa, chả lùa thì trắng, chả quế thì nó cũng vàng nhưng mà nó nướng, con biết không? À dạ. Mỗi cái nó có một vị khác nhau. Này dạ. Nó chiên trong dầu, trong mỡ. Dạ. Rồi chả quế thì nó nướng. Nhưng mà hình như ở trong đây có gừng quá hả? Phải không? Mỡ. Mỡ hả con? Mỡ. Dạ. Trộn mỡ vô. Dạ. Nó trộn mỡ sắc hạt lựu của con. À, làm dạ. Cho nó béo. Dạ. Còn cái quế này là ta nướng cho ta nướng nên nó chả nó hơi khô chứ không có béo như chả chiên. À dạ. Còn chả lụa này ta nấu trong nước. Dạ. Người ta gói trong lá và ta nấu trong nước. Dạ. Hai cô làm rất là sạch sẽ luôn quý vị. Ổn. Thường là mình bán từ mấy giờ vậy con? À, cô bán khoảng độ 10 giờ sáng cô bán. Dạ. Yeah. Lúc nào? 4-5 giờ chiều. Dạ, 4-5 giờ chiều là hết cô hả? Ừ. Yeah. Nhưng mà bữa nào cô bán đắt hàng thì cô hết sớm hơn, bữa nào cô bán chậm hàng cũng hết trễ hơn tí. Dạ, yeah. Con nghe nói là mình bán cũng lâu lắm rồi đúng không cô? Mới có 50 năm mà con. Đối với những người bình thường như con á, tại vì con cũng nhỏ tuổi, có 30 thì nghe 50 năm là nhiều á, mà đối với cô thì chắc là ít hả con? Nó cũng khá dài con trai, dạ, khá dài, dạ. Hết một đời người rồi. Dạ, 50 năm là từ hơn một nửa đời. Có bán bánh riêu không á? Dạ, như vậy là hồi xưa cô nhỏ nhỏ là cô đã bán rồi hả? Hay là mẹ cô truyền lại? 12 tuổi là cô đã bán rồi, dạ. Mẹ cô bán thì giờ cô phải phụ, và nhà hồi xưa kiểu như là nhà mình kiểu như là dân lao động thì bán kiếm sống. Dạ. Thì ngoài giờ đi học về thì cô với cô em cùng phụ với bà cụ, cô thì mất rồi. À, mất dạ. Rồi mất cũng gần 20 năm rồi. Giờ thì cô tiếp quản. Dạ. Duy trì cái hàng quán. Duy trì. Rồi sau này có dự định là truyền lại cho những người anh chị sau không cô? Hy vọng rằng các em nó chịu làm, nhưng mà thật sự giờ ai nó có công việc của nó, dạ. Tôi thì yêu thích của nó rồi. Giờ không biết thì sao. Dạ thì mấy anh chị cô ha, thích thì mình truyền, còn mà đúng muốn rồi. Đi làm thì thôi. Phải chịu thôi. Dạ. Con nghe nói là ở đây là mình bán bún riêu tôm hả con? Tôm khô con. Dạ. Tôm khô nấu với cà chua. Đây con cho coi. Trời, cái nồi nó hấp dẫn. Đó. Dạ. Dạ luôn vậy. Wow, tôm khô. Con thấy còn thấy những cái tảng này á. Dạ. Đó là mỡ. Tóp mỡ hả con? Giòn, tóp mỡ có chiên giòn dạ. Lên á. Quý vị nhìn thấy rõ không? Cái này là tóp mỡ nha. Không phải là thịt đâu nha. Để cho nó thơm cái nồi nước đó con. Dạ. Nó thơm cái nồi nước. Ở đây cà chua hình như trái của cô nhỏ đúng không con? Cô lựa những trái nhỏ phải không? Những trái nhỏ thì nó chắc hơn con. Dạ. Chắc thịt hơn, cô nấu nó không có bị nát. Dạ, không bị nát. Cô có cái bí quyết giống như là làm cái cà đó. Con ăn thì có cảm giác rằng là nó không hề chua. À, dạ. Nó rất đậm đà. Dạ. Khách của cô rất thích ăn cà ở đây. Dạ. Là khác biệt so với những quán khác đúng không cô? Có, dạ. cái khác đó thôi. Dạ. Ngoài cái cách mà cô nấu là dùng cái tôm khô với lại cái tóp mỡ thì ở đây cái cách mà cô làm cà vì nó không bị chua là một trong những cái bí quyết của cô tạo nên cái thương hiệu 50 năm quý vị. Hấp dẫn ha. Ở đây mình có app không con? Không cô. Không có app đâu con. Qua là những lão bà là mù công nghệ thông tin mà không biết làm gì hết á. À. Được có cái là nhiều khách ăn đó con. Và nhiều khi cũng đỡ như tụi con là mới ăn rồi thấy thích thì quay xong rồi làm cho cô, chứ cô cũng không có làm nè. Dạ. Nghĩa là ai mà muốn thưởng thức thì đến trực tiếp tại ở đây. 209 Nguyễn Kim, phường 7, quận 10. Dạ, đúng
tôm nó lặn ở dưới hết cô ha. Mỗi lần múc là phải múc sâu xuống. Nghe giờ con hình như con là người miền Trung hả? Dạ, con người miền Trung. Nghe tại Huế không? Dạ, con ở Huế. Dạ, con ở Xì á, có việc Xì không? Cô người Huế hả? Người yêu cũ của cô là người Huế. À dạ. Cô có một cái câu nói như vậy nè cô. Người ta thường nói là con trai Huế là hay điệu á. Cô nhận xét như thế nào với câu này cô? Cô cũng thấy đúng như vậy. Chết cha rồi. Vậy là đúng hả cô? Điệu dạ. Mà khéo. Điệu mà khéo hả cô? Dạ. Khéo. Như vậy là cô với chú là không có duyên đến được với nhau ha. Nói chơi. Dạ, nói chơi hả? Dạ. Tại xưa cô có cô bạn học. Dạ. Cô người Huế. Dạ. À, kiểu như tôi đi học với tụi cô thì cô ra ngoài, cô nói tiếng Sài Gòn. Dạ. Một chân cô bước vô tới cửa là cô nói tiếng Huế với gia đình cổ. À. Dạ. Hay đến chơi rồi tụi cô nói riết, nói chuyện riết rồi tụi cô học học một tí. Dạ. Như vậy là cô nghe giọng Huế cô hiểu luôn. Hiểu luôn. Dạ, có bạn. Vậy cô có hay về Huế chơi không? Có khi nào về Huế chơi không? Cách đây 2 năm cô có về, về dạ. Một đợt. Cô thấy Huế như thế nào cô? Có đẹp không? Cô không thích lắm. Dạ, cô không thích hả? Cô không thích lắm. Dạ. Ở ngoài đó thì cái phong cách sống của cô nó chậm rãi hơn so với Sài Gòn. Nhưng mà được cái thì cây cối nó nhiều hơn, nó mát mẻ hơn. Còn cái phong cách sống thì chậm. Nếu mà ai mà đã từng sống Sài Gòn rồi á, về Huế thì nhiều lúc không có thích. Tại vì cái con người họ cứ chậm chậm chứ chậm vậy đó. Dạ. Với người đôi lúc thì họ cũng ít mở lòng giống như ở trong mình. Ở trong mình thì người rộng rãi, nó thoải mái, nó quen rồi. Còn người miền Trung thì đôi lúc họ gò bó không, một xíu. Làm cậu này trước đi cưng. Cái này tôm nó thấy khách lạ đó, chụp hình nó lặn hết trơn, dạ. Thấy không? Thấy khách lạ nó trốn luôn hả? Trốn luôn. Chưa, chị làm cái sau này lớn rồi, còn 2 người thôi. Trong cái nồi này mình nấu khoảng bao nhiêu ký tôm ở trong đó? Rau muống nồi này là rau muống cụm một phần. Nồi này gần 3 ký. 3 ký tôm. Gần 3. Nhưng mà 3 ký tôm là nó nhiều lắm chứ bộ. Là tôm nó khô mà. Ừ. Nó lớn. Dạ. Cái này mình giao hả con? Đây là con này cũng mua hả? À, mua mang về hả? Cái này là lớn là 12 cộng 2 sợi thun được. Có 55.000 cộng 2 sợi thun. Em nhìn là em biết. Bịch bún không phải bịch bún lớn, cô cũng để bịch lớn hơn. Bịch cái bao to hơn. Đây cô làm rất là gọn quý vị. Dạ. Cô không có múc trực tiếp từ nồi vào bình. Cô múc qua một cái tô sau đó thì tại vì cái tô tại vì múc như vậy á. Gọn gàng hơn. Múc trực tiếp vào thì nó sẽ bị đổ ra ngoài mà dễ bị phỏng lắm. Dạ. Cái này hàng nóng mà. Dạ. Rồi múc cho nó là đủ sớm nữa. Dạ. Đẹp quá. Bữa bạc số 2. Cô là thích nhìn mỗi lần mà cô múc xuống á quý vị. Khi mà cô đem lên nó hấp dẫn. Đó. Quả trời tôm. Hai cái vừa luôn. Ở đây có khách lạ nào vào mà ăn lần đầu tiên mà có khiếu nại hay thắc mắc là tại sao không có giò, không có huyết không có? Đa phần ta cũng có thời gian sau này đa phần nhiều khách lạ tới ta dạ. Tò mò ta coi trên mấy cái clip của các bạn làm á. Dạ.
ta tới, nhưng mà nói chung ta cũng nắm được cái cơ bản là của cô là chỉ có tôm khô, cà chua và chả thôi. Dạ. Nhưng mà rất may là như là những người khách mới sau này ta cũng đều quay lại, người ta sau ta cũng thích ăn như vậy. Dạ. Đó là cái may mắn của mình. Dạ. À, thật ra thì bún riêu mà thật hay huyết thì có rất là nhiều, nhưng mà bún riêu tôm khô như cô thì rất là ít. Ừ, đúng rồi, ít thì ít ăn người nấu cái vậy. Món như cô thì nó cũng thanh đạm hơn một chút xíu so với ăn thịt với lại huyết rồi nhiều. Dạ, đúng rồi. Thì lâu lâu mà nếu mà quý vị nào mà ngán thịt hay gì đó thì có thể lại đây ăn tôm khô. Tôm khô 2 miếng chả. Tiền số 2, 3. Đây là toàn trong nhà chị em mình bán không? Dạ vâng. Có thấy cũng đông quá hả? Năm sáu người luôn quá hả? Đâu đỡ đấy chị đi anh. Cấp đấy chị đi. Bây giờ giống như là giờ nghỉ trưa thì khách ta ăn. Tại vì hồi nãy cô mở là 10 giờ thì chưa có khách nhiều, thì bây giờ bắt đầu là 11 rưỡi rồi. Bây giờ khách đến rất là đông. Dưới còn tô nào không bé? Còn là số 3, 6 không? Số 6 không còn. Rất là thơm luôn, thơm mùi cà chua rồi thơm mùi tôm khô. Ở đây thì cô có những cái dĩa nhỏ để chả. Rơm đợn lông ra hả? Không phải lông kia, không phải lông của nó. Rồi đợi nó ra đi bỏ. Đây vậy, cô ta gọi một tô bún riêu nha, bún riêu tôm khô. Tô này có giá là 25.000 quý vị. Tô nhỏ nhưng mà cái độ sâu nó lớn quý vị. Quý vị xem tôm nha. Nè, quá trời tôm luôn. Đó, tôm khô. Cái mùi nó thơm quý vị ạ. Tôm. Ở đây thì cà chua nè, cà chua. Đó. Nguyên một nửa trái cà chua nè. Tôm. Đơn giản quá vậy á, đơn giản nhưng mà nhìn nó hấp dẫn lắm. Là do nó dày sống. Cô nay nó giỡn quý vị, nghĩa là nó cho cái hơi nó bốc lên đó. Nên hấp dẫn. Nhiều khán giả mà mới xem cô ta lần đầu á thì nói là cái ông này ông ăn cái gì mà lúc nào ông chan. Nghĩa là cô ta chan cho nó cái hơi nó lên. Cho nó ấm, cho nó đẹp. Đó, xơi bún nè. Bún nhỏ. Toàn là tôm không quý vị?
Bên đây thì cô ta có gọi thêm 3 lát chà. Mỗi lát như vậy là 7.000, 3 lát là 21.000. Chả quế, chả chiên, chả lùa. Bên đây thì có một dĩa rau, cô ta gọi là rau rụng. Ngoài ra thì bên đây có rau thơm, rau quế với lại bắp chuối. Quý vị muốn ăn thì bỏ vào ha. Rồi, mời quý vị nha. Đây cô ta quay như vậy để cho quý vị xem rõ cô ta ăn á. Tại vì giờ lúc cô ta quay cái tô không á thì quý vị nói là quay mà không có lên hình ngày này kia. Thật sự là mỗi lần mà quay mà để xa như vậy á thì quý vị không thấy rõ được cái tô. Nên cô ta cũng không biết làm sao nữa. Tại vì nếu mà đi hai người thì nó gì, còn nếu mà đi một mình cô ta thì lúc nó quay nó cũng khó, nên có những quý vị thông cảm. Mời quý vị nha, thử miếng nước xanh xanh. Ngọt quý vị ạ, ngọt của cái tôm với lại cái cà chua. Ngọt, thanh. Nó không có nhiều dầu mỡ giống như là giò hay nước này kia quý vị. Cho rau vào ha. Nếu mà cô ta quay như vậy mà cô ta lấy cái điện thoại cô ta quay lại đây thì nó cũng hơi mất thời gian. Nên nhiều lúc cô ta cũng hơi làm biếng là như vậy. Rồi rau quế vào. Ở đây mọi thứ cô ta thấy sạch sẽ nhất. Từ rau cho đến cái tô, cho đến mọi thứ mà cô làm đó, cô ta thấy đều sạch sẽ. 25.000 thì là hơn 1 tô, hơn 1 đô la nha. Nếu mà tính theo tiền đô thì hơn 1 đô. 1 đô là 23.000. Mấy trăm đồng đó. Đô này là 25.000. Dạ không, có gì hết. Cô ta ít chơi với số vì thì lúc nào mà thấy ông bà hay là ai lớn tuổi nhất, những người mà quyết tính này kia thì mình mua ủng hộ thôi. Còn cô ta ít khi mà mua vé số, mà có mua thì cũng ít khi mà dò lắm. Mời vị nhé. Vị trái cà chua luôn đó, mời vị nhé. Nóng không vậy? Trái cà chua nó ngấm nhiều nước, nóng. Con tôm mà nó như vậy á vậy thì cái lúc mà nó còn tươi á, con tôm này rất là to nha. Dai dai giống như thịt bò vậy á. Thơm ngon vậy. Ba loại chà thì ba cái hình hài nó khác nhau chứ mình. Cái này là hình hình gì của mình? Hồ dục hả? Tròn tròn đó, hồ dục của mình. Này hình tam giác. Ba loại. Cái này là chả lùa. Chả lùa nha. Miếng như vậy là 7.000 một miếng. Dai vậy, thật sự. Ở bên đây thì có mắm tôm á, vì nào mà ăn mắm tôm thì bỏ vào thêm nha. Nhưng mà cô ta thì cô ta thấy như vậy thì ăn cũng được rồi, chỉ cho thêm miếng ớt thôi. Đó là miếng chanh nữa. Bên cạnh đây thì có mắm tôm, có ớt, có chanh, ít thôi. Tại vì nhiều quá thì nó mất đi cái vị tôm khô.
có nhiều mỡ hơn, à, nó béo hơn là cái chả này luôn. Để đối diện bên kia khách vào nên xem rất cái điện thoại. Rồi tạm thời dừng ở đây quý vị. Cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi clip ngày hôm nay của Phú Thanh nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thì nếu mà quý vị có đi đến ở địa chỉ 209 đường Nguyễn Kim, phường 7, quận 10 vào lúc 10 giờ sáng cho tới 4-5 giờ chiều thì quý vị có thể ghé ở đây. Ở đây Phú Thanh nghĩ là một trong những địa điểm mà có cái chiến lược đó quý vị, nghĩa là nó khác biệt so với những bún riêu khác, nghĩa là bún riêu tôm, cà chua, tôm. Ngoài ra thì có những lát chả ăn rất là ngon. Quý vị muốn ăn bao nhiêu thì gọi, cứ mỗi lát như vậy là 7.000. Ở đây chúng ta thấy sạch sẽ, thơm ngon. Cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi clip ngày hôm nay của Phú Thanh. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo của Phú Thanh. Quý vị nhớ nhấn like, share, subscribe để ủng hộ kênh Vina TV nhé quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Bye bye.